Hai đội bóng đều được đánh giá rất cao trong những loạt trận bán kết. Đối với đỉnh bảng, đánh nhau không vào điểm đầu tiên. Ngay mùa giải năm ngoái thôi, FC Đồng Kỵ bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều, cũng đã thất bại cho bóng chủ nhà với tỷ số là 2-0. Nếu như ngày hôm nay họ vượt qua đỉnh bảng thì đồng nghĩa với một cuộc tái đấu. Nhưng trước mắt thì vẫn còn đó là rất nhiều thời gian. Đỉnh bảng họ cũng cho thấy là một trong đội bóng rất mạnh. Đỉnh bảng cũng đã tạo ra khó khăn nhiều như thế nào trước bóng chủ nhà thì có lẽ là chỉ các thủ chủ nhà mới hiểu được thôi. Nguyên cả buổi sáng và ảnh hưởng rất rất nhiều. Đây rồi, cơ hội không vào. Phút đầu tiên đang là những phút mà cả hai đội đều đang chủ động chơi khá chậm dứt điểm. Vẫn chưa là tình huống dứt điểm chính xác nhưng vẫn là Đồng Kỵ đi bóng hay không vào. Người đã có một tình huống dứt điểm là Đăng Khoa dứt điểm góc gần. Nhưng thủ môn bên phía cao thủ đỉnh bảng đã điều tập trung để cản phá bằng chân trong quả bóng này. Tiếp tục là pha đá biên dành cho Đồng Kỵ, nguy hiểm, không vào. Tình huống đá biên khá nguy hiểm mà vừa rồi thủ môn bên phía cao thủ đỉnh bảng đã thi đấu tập trung. Với nhiều những quý vị khán giả không hiểu tại sao vào tổ chức đá vòng loại thì cỏ nhân tạo mà về bán kết bắt đầu lại chơi sân đất. Chéo bóng tập tấp công vào. Nguy hiểm, không vào. Suýt chút nữa thì đốt lưới nhà rồi. Pha chéo bóng khá nguy hiểm và người đã chạm bóng là Minh Sang. Chúng ta sẽ theo dõi lại một đường truyền cực nguy hiểm để họ có thể có thêm những đam mê và tình yêu với bộ môn thể thao rất hấp dẫn này, bộ môn thể thao vua. Nguy hiểm, công vào. Vẫn là tình huống đánh biên đó, vẫn là pha bật cao đánh đầu đó đến từ Minh Sang. Nhưng lần thứ hai thì Minh Sang vẫn chưa thể tìm thấy lưới của cao thủ đỉnh bảng. Cầm bóng rất chắc chắn đến từ vị trí của Tuấn Hưng. Mất bóng nguy hiểm rồi. Nhưng sau đó là một tình huống tắc bóng cực hay. Lùi và số 7 lùi. Chéo bóng nguy hiểm rồi. Vào 1-0. Pha bóng lộn xộn và người đã ghi tên mình lên bảng tỷ số đó là Minh Sang. Sau cú dứt điểm thứ 3 thì Minh Sang đã có được bàn thắng mở tỷ số trong cuộc chiến này. Không như vậy là cầu thủ số 11 Đăng Khoa mới là người ghi tên mình lên bảng tỷ số. Đăng Khoa để giúp cho đội bóng này có thể triển khai vòng tấn công. Đấy rồi. Bước 1 là không thực sự tốt, mất bóng nguy hiểm. Ôi, đối mặt. Dứt điểm đi. Không vào. Quá đáng tiếc. Pha xử lý đầy bình tĩnh và tự tin đến từ Mạnh Thắng, cầu thủ mới vào sân ở trong hiệp đấu thứ hai. Khá nguy hiểm, tình huống chèo bóng thẳng khung thành. Tiếp tục là dứt điểm, cơ hội. Như vậy là bàn thắng quân mình tỷ số rồi. Xe đạp chồng ngược tuyệt vời. Người đã ghi bàn đó là thủ môn số 19 Việt Anh. Việt Anh đã ghi bàn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại. Pha chèo bóng vào rất khó chịu và phá bóng thực sự thiếu an toàn. Và sau đó đúng tầm so với đà. Ngả người bắt bô lê tuyệt đẹp để đưa trận đấu quay trở lại và xuất phát một đều. Vừa rồi là một tình huống đá biên nhanh không vào. Chéo bóng nguy hiểm. Xử lý gọn khá kỹ thuật. Những phút hiệp 2 đang những phút mà các thủ đỉnh bảng đang thi đấu tốt, nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng thứ hai rồi. Tỷ số là 2-1 dành cho thủ đỉnh bảng. Người đã ghi tên mình lên bảng tỷ số lại là Việt Anh. Và bay người bật cao đánh đầu cực kỳ xuất sắc của Việt Anh để giúp cho đỉnh bảng một lần nữa. Lần đầu tiên trong trận đấu này vừa lên dẫn trước. Đánh đầu quá hay, góc hiểm. Thay người. Cắt bóng tốt. Đúng lăn xả của thủ đỉnh bảng. Xuống biên, cơ hội. Không vào. Tình huống phá bóng kịp thời đến từ Quang Vinh. Khá đáng tiếc. Đường chọc khe tuyệt vời và sau đó là cái chạm bóng. Và chờ đợi sức mạnh của Đồng Kỵ, họ sẽ phải dồn lên thôi. Chèo bóng nguy hiểm đấy đâu. 2-2.
Và người đã ghi tên mình lên bảng tỷ số đó chính là cầu thủ mới vào sân này, người cầu thủ mang số 15 Đức Anh. Ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống di chuyển, sự thoát đi, lỗi vị trí đến từ Quang Vinh. Quang Vinh đã không thể theo kèm Đức Anh. Dứt điểm từ xa. Đây sẽ là một pha chèo bóng nguy hiểm dành cho đồng kỵ, chúng ta chờ đợi. Đánh đầu. Vẫn là dứt điểm, câu vào. Hai cú dứt điểm liên tiếp. Nhà người bắt bóng này khá hay đến từ vị trí quanh quả. Nhưng đó là cú dứt điểm nó chưa đủ độ hiểm. Sau đó là một pha xử lý không thể vượt qua, phản công cho Đình Bản. Mở biên toán cơ hội, khoảng trống, không vào. Phạt góc dành cho đội bóng Đình Bản. Rất căng thẳng ở những phút cuối này. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Đánh đâu. Khả năng công chiến của cầu thủ Đình Bản cũng là rất tốt, đặc biệt đó là Việt Anh cắt bóng tốt. Dứt điểm từ xa, không vào. Chưa có bàn thắng thứ ba. Người sẽ thực hiện đó là Việt Anh, người đã ghi cú đúp cho Đình Bản ngày hôm nay. Việt Anh rất bình tĩnh để đánh bừa được anh Tú. Anh Quả. Tiếng ồn rất lớn ở bên ngoài sân. Anh Quả. Cũng là một trong những thủ thi đấu rất hay của Đình Bản ngày hôm nay. Nhật Minh đối đầu với anh Tú. Nhật Minh. Không vào. Công thoá bàn thắng cho Nhật Minh. Nhật Minh đã bị bắt bài. Một pha dứt điểm rất mạnh. Và liệu rằng đồng kỵ có thể tận dụng lợi thế này không? Người sẽ thực hiện đó là Mạnh Thắng. Mạnh Thắng rất quyết đoán. 2-1. Một mùa giải mà cổ động viên của đồng kỵ thì hơi ít rồi. Vẫn có bàn thắng cho Đình Bản 2-2. Hoàng Đạt đã nhen nhóm cơ hội dành cho Đình Bảng. Tỷ số là 2-2. Đăng Khoa đối đầu với lại Trọng Long. Đăng Khoa đặt lòng rất ngọt. Không thể cản phá, 3-3. Cú sút phạt bình tĩnh. Mọi người đã cân bằng tỷ số, đó là Văn Bằng. Đức Anh đối đầu với Trọng Long. Đức Anh. Như vậy là bàn thắng được ghi rồi. Ăn mừng rất phấn khích. 4-3. Một cú sút phạt rách lưới của Đức Anh. Vận Hải liệu rằng có mang về bàn thắng quân bình không? Vận Hải không thể cản phá, 4-0. Cơ hội cho đồng kỵ có được tấm vé vào chơi trận chung kết đang rất rộng mở rồi. Quang tấm vé vào chung kết đã thuộc về đội bóng đến từ miền đất gỗ rồi. Tỷ số là 4-5. Tỷ số là 5-4, chiến thắng. Một chiến thắng kịch tính và nghẹt thở trên loạt penalty. Rất đáng tiếc khi mà chúng ta phải nói lời chia tay với tấm vé vào chung kết. Cú sút thẳng của Quang Đạo và thủ môn bên phía thủ Đình Bảng đã di chuyển trong pha bóng vừa rồi. Rất đáng tiếc cho đội bóng Đình Bảng, họ rất mạnh. Bóng Đình Bảng rất mạnh, nhưng đồng kỵ thì nói rằng họ rất tiếc. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.